quý vị học phật học không thành công nguyên nhân gì sao vì quý vị không tin mình vốn lạc phật quý vị học tập văn hóa truyền thống không có tiến bộ bởi vì quý vị không tin bộn tánh vốn thiện đặc biệt là phật giáo đại thừa Quý vị vào cửa Phật họ Tam Quy Truyền Pháp Tam Quy Hoàn toàn nói về tự tánh Quý vị quy y với ai? Quy y tự tánh Phật Quy y tự tánh Pháp Quy y tự tánh Tăng Quý vị xem Kinh Pháp Bảo Đàng Đại sư Huệ Năng truyền thọ tam quy như thế nào? Ngày nay chúng ta quy y đọc lời thệ nguyện Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng Đại sư Huệ Năng không phải nói như vậy Tam quy y của Đại sư Huệ Năng là Quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh Ngài giải thích thêm Phật là giác ngộ Pháp là chánh Pháp Tăng là thanh tịnh Lúc tôi 26 tuổi học Phật Thấy kinh Pháp Bảo Đàn Cảm thấy vô cùng kinh ngạc Vì sao Ngài giảng Pháp như vậy? Trong trí tưởng tượng của chúng tôi Hình như là triều đại nhà đường Đại sư Huệ Năng ở thời đại đó Phật Pháp truyền đến Trung Quốc Khoảng hơn 700 năm Thời gian lâu rồi càng truyền càng sai Tức là Tam Bảo đã bị xã hội đại chúng hiểu sai rồi Nên Ngài mới nói Pháp như vậy Nếu như chánh tri chánh kiến thì ngài không cần nói như vậy. Đại chúng hiểu sai đối với tam bảo, cho nên ngài chẳng thể không nói như vậy. Ngài nói ý nghĩa thật sự của tam bảo. Quý vị quy y Phật là quy y tự tánh giác, không phải quy y bên ngoài. Quy y pháp là quy y tự tánh chánh, chánh tri chánh kiến chánh kiến chánh tư duy trong bát chánh đạo quy y tăng là tự tánh tịnh là thanh tịnh tâm thanh tịnh bình đẳng giá trong đề kinh này của chúng ta thanh tịnh là tăng bảo bình đẳng là phá bảo Giác là Phật bảo Cho nên đề kinh này đủ ba ngôi tam bảo Giá chánh tịnh đều ở trong bộ kinh này Bộ kinh này là từ tự tánh lưu xuất ra Không phải từ bên ngoài